Này thiện hiện, do vậy nên biết pháp tánh bình đẳng chẳng phải là phàm phu, cũng chẳng phải lìa phàm phu. Nói rộng cho đến chẳng phải là chư Phật, cũng chẳng lìa chư Phật. Pháp tánh bình đẳng chẳng phải là sắc uẩn, cũng chẳng lìa sắc uẩn. Chẳng phải thọ tưởng hành thức uẩn, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức uẩn. Nói rộng cho đến chẳng phải là pháp hữu vi, cũng chẳng lìa pháp hữu vi. Chẳng phải là pháp vô vi, cũng chẳng lìa pháp vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp tánh bình đẳng là hữu vi hay vô vi? Phật dạy: Này thiện hiện, pháp tánh bình đẳng chẳng phải là hữu vi, chẳng phải là vô vi. Nhưng lìa pháp hữu vi, pháp vô vi bất khả đắc. Lìa pháp vô vi, pháp hữu vi cũng bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, trong giới hữu vi hoặc giới vô vi, hai giới như vậy đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng gọi là vô tướng. Chư Phật Thế Tôn nương vào thế tục mà nói, chẳng nương vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì chẳng phải trong thắng nghĩa có được thân hành, ngữ hành, ý hành. Nhưng chẳng lìa thân hành, ngữ hành, ý hành mà có được thắng nghĩa. Tức là pháp tánh bình đẳng của pháp hữu vi và pháp vô vi gọi là thắng nghĩa. Chẳng phải lìa tất cả hữu vi, vô vi mà có thắng nghĩa khác. Vì vậy, nên Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng rối loạn thoáng nghĩa mà hành hạnh Đại Bồ Tát, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí trong đời vị lai, làm lợi ích cho hữu tình. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tánh bình đẳng của các pháp vân vân, bản tánh đều không, bản tánh không này đối với tất cả pháp đều chẳng phải làm cũng chẳng phải bị làm, thì Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa làm sao chẳng rối loạn thắng nghĩa, đem bốn nhiếp sự làm lợi ích cho hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Tánh bình đẳng của tất cả pháp vân vân, bản tánh đều không, bản tánh không này đối với pháp hữu vi đều chẳng phải làm cũng chẳng phải bị làm, nhưng các Đại Bồ Tát có thể vì hữu tình mà đem bốn nhiếp sự làm lợi ích lớn. Các hữu tình nào tự biết các pháp bản tánh đều không, thì Phật cũng như Bồ Tát không thị hiện thần thông làm việc hy hữu, tức là trong các pháp bản tánh không, tuy không bị rối loạn, nhưng làm cho hữu tình xa lìa các hư vọng phân biệt, trụ vào các pháp không thoát khổ sanh tử, nghĩa là làm cho hữu tình xa lìa tưởng ngã, nói rộng cho đến tưởng về người thấy, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng sắc cho đến tưởng thức, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến tưởng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng làm cho hữu tình xa lìa địa giới cho đến tưởng thức giới, cũng làm cho hữu tình xa lìa tưởng nhân duyên cho đến tưởng tăng thượng duyên, cũng làm cho hữu tình xa lìa các pháp theo duyên sanh ra, cũng làm cho hữu tình xa lìa vô minh cho đến lão tử, cũng làm cho hữu tình xa lìa pháp hữu lậu vô lậu, cũng làm cho hữu tình xa lìa pháp thế gian xuất thế gian, cũng làm cho hữu tình xa lìa pháp hữu vi vô vi, cũng đã làm cho hữu tình xa lìa các tưởng rồi, an trụ vào giới vô vi, giải thoát tất cả sanh lão bệnh tử. Giới vô vi ấy tức là các pháp không, đừng theo thế tục gọi là giới vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì không nào mà nói các pháp không? Phật dạy: Này thiện hiện, vì sắc cho đến trí nhất thiết trí đều tánh không, nên nói các pháp không. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Như thân biến hóa, lại hóa làm các việc. Đây là sự thật, nhưng chẳng phải là không sao? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Các sự biến hóa ra đều không thật, tất cả đều không. Phật dạy: Này thiện hiện, sự biến hóa ra cùng với không, hai pháp như vậy, chẳng hợp chẳng tan, hai pháp này đều lấy không, không, cho nên không, chẳng nên phân biệt là không là biến hóa. Vì sao? Vì chẳng phải trong không tánh có không.
có biến hóa, hai việc ấy có thể đắc vì tất cả pháp hoàn toàn là không. Lại nữa, này thiện hiện, không có sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều chẳng phải người biến hóa, những kẻ biến hóa này đều là không. Lại nữa, này thiện hiện, nương vào pháp như vậy lập ra con người, đó gọi là phàm phu, thành phần độc giác bồ tát Như Lai đều là sự biến hóa, những người được biến hóa này đều là không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, uẩn xứ giới, vân vân, các pháp thế gian và các hữu tình có thể đều là sự biến hóa, bốn niệm trụ vân vân, pháp xuất thế gian và các hữu tình cũng là biến hóa sao? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian vân vân đều là sự biến hóa, nhưng ở trong ấy có hóa thành văn, có hóa độc giác, có hóa bồ tát, có hóa Như Lai, có hóa phiền não, có hóa các nghiệp. Do nhân duyên này ta nói tất cả pháp đều như biến hóa, bình đẳng không khác nhau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có sự đoạn quả, đó là quả dự lưu của Nhất Lai, bất hoàn A-la-hán, độc giác Như Lai, đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, cũng đều là sự biến hóa chứ. Phật dạy: Này thiện hiện, các pháp như vậy nên cùng hai tướng sanh diệt tương ưng, cũng đều là sự biến hóa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nào chẳng phải là biến hóa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu pháp nào chẳng tương ứng với sanh diệt thì pháp này là chẳng biến hóa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nào chẳng tương ứng với sanh diệt? Phật dạy: Này thiện hiện, đó là pháp chẳng dối gạt, tức là niết bàn, pháp này chẳng tương ứng với sanh diệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, như ngài đã dạy, pháp tánh bình đẳng, tất cả đều không, không có người hoạt động không hai, cũng không có chút pháp nào chẳng phải tự tánh không, vậy thì làm sao có thể nói niết bàn chẳng biến hóa? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, không có chút pháp nào chẳng phải tự tánh không. Tự tánh không này chẳng phải do thanh văn tạo tác, chẳng phải do độc giác tạo tác, chẳng phải do Bồ Tát tạo tác, chẳng phải do chư Phật tạo tác, cũng chẳng phải có ai tạo tác, có Phật hay không Phật, tự tánh vẫn thường không. Đây tức là Niết Bàn. Vì vậy nên ta nói Niết Bàn chẳng biến hóa, chứ chẳng phải thật có pháp gọi là Niết Bàn, có thể nói không sanh, không diệt, không biến hóa. Lại nữa, này thiện hiện, hàng Bồ Tát mới học, nghe tất cả pháp đều hoàn toàn không, cho đến Niết Bàn cũng đều như biến hóa, sanh lòng sợ hãi, không thể tu thiện pháp, nên ta vì họ mà nói. Nếu pháp chẳng tương ứng với sanh diệt thì pháp này chẳng biến hóa, chứ chẳng phải riêng thật có Niết Bàn chẳng không. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào ngài dùng phương tiện giáo giới dạy bảo cho các đại Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm cho họ biết các pháp bản tánh thường không, nghe các pháp hoàn toàn không mà chẳng sanh sợ hãi? Phật dạy: Này thiện hiện, chẳng lẽ tất cả pháp trước có sau không, chẳng phải bản tánh không? Nhưng tất cả pháp trước đã chẳng có, sau cũng chẳng không, bản tánh thường không, không bị sợ hãi, nên mới giáo giới dạy bảo các đại Bồ Tát mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề như vậy, làm cho họ biết các pháp bản tánh thường không, nghe pháp hoàn toàn không vui mừng tín thọ. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh này rồi, vô lượng chúng đại Bồ Tát và các thanh văn, người chẳng phải người vân vân, cùng tất cả đại chúng nghe Phật thuyết đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 537.